không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được một phần thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo, những động vật được nuôi. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật. Một con thế giới xung quanh ah.
Woo!